Xin chào các anh chị. Em tên là Thiên Phạm, chuyên viên tư vấn đầu tư định cư Mỹ của công ty American Blast Group. Thì nay em xin giới thiệu với anh chị về chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5. Thì chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5, hay còn gọi là chương trình EB5 Visa, là chương trình di dân theo diện việc làm, là chương trình xin thẻ xanh Mỹ dành cho người nước ngoài muốn đến Mỹ định cư theo hình thức đầu tư. Đây được xem là phương thức xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất. Theo đó thì chương trình này cho phép doanh nhân nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp hoặc dự án Mỹ với mức đầu tư tối thiểu là 500.000 USD sẽ được hoàn lại 100% sau 5 năm và khi có được thẻ xanh vĩnh viễn. Người có EB5 visa có thể cùng vợ, chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi sống và làm việc vĩnh viễn tại nước Mỹ. Thì vào năm 1990, chương trình EB5 được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ với mục đích là để tạo điều kiện tăng thêm nguồn đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, và chương trình này được vận hành bởi Sở Di trú Mỹ USIS. Chương trình định cư Mỹ EB5 qua trung tâm vùng không yêu cầu doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài phải trực tiếp tuyển dụng 10 lao động Mỹ, thay vào đó doanh nghiệp này chỉ cần tạo ra 10 công ăn việc làm gián tiếp cho công dân Mỹ từ số tiền đầu tư này. Trước khi tham gia vào chương trình đầu tư định cư EB5 qua trung tâm vùng thì mỗi nhà đầu tư phải nộp đơn độc lập vào Sở Di trú. Sở Di trú xác định liệu nhà đầu tư có đủ tiêu chuẩn cho visa EB5 hay không. Việc thẩm định của Sở Di trú Mỹ bao gồm kiểm tra toàn bộ lý lịch của nhà đầu tư như xem chi tiết nguồn tài chính. Đây là mình cần phải chứng minh nguồn tiền đó quý anh chị. Tiểu sử gia đình, người đại diện của gia đình và thành viên dưới 21 tuổi. Người tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện có thời hạn là 2 năm khi đến Mỹ vào tháng thứ 21. Thì khi ở đất Mỹ thì nhà đầu tư sẽ nộp đơn lên Sở Di trú Hoa Kỳ để chứng minh rằng nguồn tiền đầu tư, số tiền đầu tư của mình nó là có rủi ro trong suốt 2 năm qua và số việc làm được tạo ra. Khi đơn này được chấp thuận thì nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ trở thành thường trú nhân vĩnh viễn và có thể nộp đơn xin trở thành công dân Mỹ. Tổng thời gian của quá trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB5 kéo dài khoảng 5 năm hoặc hơn, tùy thuộc vào tiến độ chương trình và hồ sơ của nhà đầu tư. Thì những lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia vào chương trình EB5 là thời gian, thứ nhất là thời gian xét duyệt nhanh so với chương trình đoàn tụ gia đình F4. Thuận lợi lớn nhất của chương trình định cư Mỹ EB5 là thời gian xét duyệt nhanh, chỉ mất từ 18 tới 30 tháng để nhận được thẻ xanh thường trú nhân cho cả gia đình, đây gọi là thẻ xanh có điều kiện, so với các chương trình bảo lãnh thân nhân là cái chuyện F4 đó anh chị, thì là hiện nay là khoảng 14 năm. Hoặc đi theo diện lao động EB3 thì có tỷ lệ đầu hồ sơ rất là thấp. Thứ hai là chương trình định cư Mỹ EB5 là chương trình yêu cầu cung cấp ít giấy tờ cá nhân nhất và tỷ lệ chấp thuận là cao nhất hiện nay. Thứ ba là cả gia đình nhà đầu tư theo chương trình định cư EB5 gồm vợ chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi sẽ được cấp thẻ xanh ngay khi đến Mỹ. Không yêu cầu trình độ học vấn, khả năng tiếng Anh, độ tuổi hoặc kinh nghiệm kinh doanh. Không yêu cầu trực tiếp điều hành kinh doanh, nhà đầu tư không cần kinh doanh hoặc quản lý dự án để được duy trì quyền thường trú nhân. Tự do cư trú ở bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ, nhà đầu tư và gia đình có thể tự do sinh sống bất cứ nơi nào trên 50 tiểu bang của Mỹ. Con cái nhà đầu tư EB5 sẽ được hưởng các quyền lợi về giáo dục như sau. Thì học miễn phí từ lớp 1 tới lớp 12 tại hệ thống trường công lập của nước Mỹ. Không phải quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp.
cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp ngang ngửa với người bản xứ. Thì quý anh chị cũng biết đó, nếu mà mình không có thẻ xanh đó, thì khi mình xin việc làm thì sẽ không bằng người bản xứ và lương sẽ thấp hơn. Cơ hội làm việc ở các tập đoàn, cơ quan chính phủ cao, chế độ lương và thưởng luôn cao hơn so với du học sinh. Ngoài ra thì chúng ta có thể ra vào nước Mỹ tự do và không cần visa. Người tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ thời diện 20 năm có thể nhập cảnh không cần visa vào hơn 185 quốc gia trên toàn thế giới kể từ khi nhận được thẻ xanh có điều kiện. Thì cái hộ chiếu của Mỹ thì nó rất quyền lực. Thì chương trình đầu tư định cư Mỹ 20 năm là một cái loại hình đầu tư có rất nhiều lợi ích hấp dẫn và thu hút nhiều nhà đầu tư có mong muốn đến định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một loại hình đầu tư tiềm ẩn cũng có vài nhiều rủi ro. Người tham gia định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 cần tìm cho mình những dự án đầu tư EB5 tốt nhất, có tính hoàn vốn cao, đồng thời cũng nên tìm hiểu và lựa chọn một công ty làm EB5 uy tín để nhận được những sự hỗ trợ và tư vấn định cư tại Mỹ tốt nhất. Dạ, em cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Dạ, em xin hết ạ.